Có ai hỏi là có phần tạo nhóm tập ấy thì có một nhóm rồi nhá, thì sẽ chia sẻ cho cả nhà nha. À, Nhung có hiện thể tại chia là có sẻ cho nhóm mọi người cái tập Zumba cơ bản rồi. nhóm tập Zumba cơ bản đấy, thì có mọi người có thể tham khảo thêm nếu mọi người quan tâm hơn nha. Cả nhà muốn tập thêm ạ? Thầy vẫn muốn tập thêm cả nhà. Mọi người có muốn tập thêm không? Ai muốn tập thêm comment đi ạ? Comment số 10 đi. Không, có thể là tập thêm 1-2 bước nữa để mọi người tự hình thêm trong cái Ok. mọi người sẽ hiểu một chút này. Khi mà mọi người lên, có thể mọi người lên YouTube ấy, mọi người xem các bài tập ở trên đấy và mọi người có thể là mọi người nghe là à, tập Zumba giảm cân này, tập Zumba có sức khỏe như nào đại loại là có những cái tác dụng của nó. Nhưng mà mọi người sẽ phải hiểu một cái là trong một buổi tập Zumba thì huấn luyện viên sẽ chọn những động tác nào làm đầu tiên, động tác nào tiếp thứ hai và đến cuối cùng để cho một cái buổi tập của mình nó vận động nó được liên tục và nó phù hợp nhá, chứ không phải là cái nhà mình cứ lên mình cứ chọn bất kỳ một bài mình nhảy một buổi thứ ba thì mọi người nếu mà làm đúng ấy, thì vận động có khoảng 10 đến 12 bài và sẽ có giống như là các bạn làm một bài bài văn đấy, sẽ có phần mở đầu, phần thân bài và phần kết ấy. Thì chúng ta tập các bước này là nó thuộc là phần phần mở đầu, cái là phần khởi động làm nóng cơ thể và nó sử dụng các cái bước này. Và khi các bạn đến tập các bước khác, các điệu khác ấy, thì nó cũng có bước one step, nó cũng có bước two step. Ví dụ như này, ví dụ mọi người tập được ba chắc ba chẳng hạn, nó cũng có điệu one step như này chẳng hạn. Đó, thì mình làm hơn hoặc là two step sang ngang, một hai ba hơn, năm sáu bảy hơn, ví dụ như vậy. Nó cũng là có một bước nhưng mà tính chất nó khác nhau đấy, cái chuyển động nó khác nhau. Thì khi mọi người tập được một hai bước cơ bản này, khi mọi người chuyển sang các điệu khác ấy, thì là mọi người sẽ thấy dễ hơn nhá. Rồi, tôi nghĩ là nên mọi người nên làm thêm một chút thôi, ok, ôn bài thôi à. Ok, thế thì mọi người tập cái ở phần sau nhá, theo video vậy nhá, ôn lại này. Những bước này rất là cơ bản luôn á, mọi người theo được bước này thì mọi người sẽ theo được nhiều bước khác. Ok ạ, tôi sẽ bật nhạc và mọi người làm theo nhá. Theo này. I'm dancing.
Như vậy là vừa rồi tôi có thêm một số động tác tay vào. Ví dụ như là vẫn ở bước đấy, nhưng mà có thể nó sẽ sử dụng ở các động tác tay khác nhau để nó tốt cho cái phần cơ ở động tác khác nhau. Ví dụ là tay như này thì nó tốt cho phần cơ nào, tay lên cao thì nó tốt cho phần cơ nào. Cái đấy thì là huấn luyện viên sẽ tìm hiểu và để đưa vào cái bài tập làm sao cho nó phù hợp. Ngoài vận động với âm nhạc ra thì cái động tác đấy nó phải có tác động trực tiếp đến các cái phần cơ trong buổi tập. Ví dụ trong một buổi không thể là tập mãi để phát triển một cái cơ được, mà trong Zumba khi mà mình tập từ 10 đến 12 bài ấy, thì trong từ 10 đến 12 bài thì nó sẽ có những cái bài để nó tập trung vào cái phần cơ nào đấy chẳng hạn, thì bài khác chuyển sang khác có cái để phát triển cả cơ thể của mình nhé. Bạn nào muốn thế? Ok bạn Nhung ơi. Vâng. Có ai có câu hỏi gì cho thầy không ạ? Có thể hướng dẫn mọi người vừa nói chuyện vừa thả lỏng được không? Nếu không ai có câu hỏi thì mình sang bước cuối cùng thả lỏng nha anh Hoàng Anh. Vâng. Giúp mọi người giãn cơ làm nhé. Vâng ạ. Ok ạ. Mọi người có thể ngồi được. Cái này thì mọi người cần bình thường ấy thì nó sẽ có một cái bài thả lỏng bằng nhạc, có bài thôi. Nhưng mà bây giờ vì chúng ta chưa học nên chúng ta sẽ làm giãn cơ như bình thường nhé. Mọi người có thể lấy thảm tập yoga hoặc là ngồi trên mặt sàn cũng được. Mọi người làm cùng nhé. Được chưa? Mình xoay ngang một chút đi. Rồi mình chống cái tay xuống được không? Trước khi giãn cơ mình tập cơ bụng một chút nhé. Mọi người nâng chân lên nào. Rồi co một chân nào. Đổi chân nào. Giống như đạp xe đạp nhé. Mọi người làm 30 lần này. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, hạ xuống này. Tay chạm cũng dày nào. Ok, mọi người xoay trống này. Và anh nhé, mình chỉ làm từ 1 đến 40 thôi này.
Mời cố gắng nhé. Lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cố lên nào. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Rồi, ok ạ. Mọi người nằm nghiêng được không? Chống khuỷu tay nào. Chống khuỷu tay nhá. Rồi, hai chân chụm vào với nhau này. Nâng chân lên nào. Nâng chân lên giữ nguyên đấy. Đến từ 1 đến 20 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi, mọi người đổi bên kia nào. Tương tự như vậy nha, nhớ căng này ra nhé. Lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok ạ. Rồi bây giờ mọi người chân rộng ra này. Mở rộng hai chân ra nhé. Tay ra trước nào. Rồi, một tay lên cao, nghiêng người, chạm mũi giày nào. Kéo căng một lượt nhé. Rồi, tay ra trước nào. Đổi tay bên kia nào. Rồi, mọi người đặt khuỷu tay xuống mặt sàn nào. Ok ạ, mọi người chung chân vào nhé. Mọi người co chân lên nè, tay cầm vào cổ chân và bàn chân này. Lưng thẳng, kéo sát vào thân người của mình nào. Đó, và đung đưa sang hai bên. Đung đưa sang hai bên. Rồi, tiếp này, vẫn giữ nguyên. Chuyển sang cầm bàn chân, tay còn lại chống, nghiêng người. Kéo thẳng gối ra, nghiêng người đi. Đó, kéo căng cả phần lườn và phần chân. Đúng rồi, rồi đưa xuống trước này, đổi chân bên kia này, cầm vào bàn chân, kéo sát cơ thể của mình, lưng thẳng nhá, đung đưa sang hai bên này. Chúng ta thấy phần hông của phần dưới hông của mình kéo căng ra là ok nhá. Rồi tiếp tục này, tay chống, nghiêng người, căng lên nào. Cố gắng thẳng gối nhá. Ok, rồi tiếp nào. Mọi người thu chân vào. Kéo sát vào người này. Cái này mọi người tập yoga là khác tập nhiều rồi. Ok, mọi người xoay người đi này. Hai bàn chân duỗi ra nhé. Ép đùi ngồi hẳn lên bàn chân luôn. Đấy, rồi cân cổ chân nó giãn ra. Và mình ngồi lên và mình đẩy sang hai bên. Thả lỏng cái phần bàn chân. Ok rồi ạ. Rồi tiếp tục này, mọi người đưa tay sau, ngả đầu sau. Nhìn lên trần nhà. Rồi, mời với lần trước áp sát người xuống, giãn phần lưng nha. Tiếp tục trường người về phía trước, áp sát bụng xuống, thẳng tay thoát nhìn lên trần nhà. Ok ạ.
Hôm nay hướng dẫn cho mọi người một số cái kiến thức cơ bản của Zumba như vậy. Mọi người có hỏi gì không ạ? Cả nhà thấy tập hôm nay thích đúng không? Giờ này vẫn còn còn rất là nhiều người ở lại. Rồi cả nhà sẽ được nhận video các buổi tập tiếp theo hàng ngày qua Classroom nha. Và có một cái nhóm tập là cùng tập Zumba cơ bản. Cả nhà có thể tham gia vào đấy để mình tập cùng với nhau ha. Facebook. À, tập xe đạp mà lưng ngửa cực cục ạ. Có khi là bạn cũng ít vận động đúng không? Khi mọi người vận động ấy, mà mọi người thấy sau buổi tập mọi người thấy đau cái phần cơ nào thì có nghĩa là cái tác động đến cái cơ đấy là đang là cái bài tập đang tác động đến cái phần cơ đấy. Thật ra hôm nay là mới thật là làm quen, chứ còn bình thường tập một buổi là cứ 10 đến 12 bài liên tục ạ. Vâng, ok, rất cảm ơn anh Hoàng Anh. Buổi tập ngày hôm nay rất là thích, rất là nhiều gia đình là có cả trẻ con cùng tập, rất là vui đúng không ạ? Vâng. Bây giờ cả nhà muốn muốn em chiếu cái video của em không? Trước khi chúng ta sẽ gặp vị khách mời, vị khách mà sẽ xuất hiện trong trong cái buổi tuần sau. Ok. Em sẽ chia sẻ cái video của em một xíu nha. Sau đó là mọi người sẽ... có hỏi gì thì trao đổi qua bạn Nhung cho là mình sẽ trả lời nhé. Mọi người có thể vào cái link cùng tập Zumba cơ bản nhá, vào group Facebook nha, cùng tập Zumba cơ bản thì chúng ta có thể đặt các câu hỏi hay là mình chia sẻ những video tập luyện của mình nha. Rồi. Bây giờ em xin 1 phút 30 giây thôi để em chia sẻ cái video như em đã hứa ở đầu chương trình. Sau đó chúng ta sẽ gặp mỹ nhân của tuần tiếp theo nha. Chúng ta sẽ chào mỹ nhân của tuần tiếp theo. Em cảm ơn anh. Anh xin phép anh di chuyển ra ngoài nha. Chào mọi người nha. Anh nhắn bye bye anh Hoàng Anh nha. Chào mọi người nha. Cảm ơn thầy. Cảm ơn. Đây là nhờ cái môn thể thao này mà nó giúp cho nhu cầu bắt đầu mọi người đấy. Phần thi solo của Nhung trong giải vô địch quốc gia thuộc Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2014. Và từ bấy đến giờ thì sau khi cua thầy xong không là mất hút trên sàn thi đấu luôn rồi. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ gặp mặt mỹ nhân của tuần sau nha. Sau khi chúng ta khởi động động sôi động trong tuần này thì tuần sau chúng ta sẽ chuyển sang những cái động tác làm thế nào để thư giãn cơ thể hay là như thế nào đấy, thì chúng ta sẽ mời cô mời mỹ nhân La Lan nha. Hôm nay cảm ơn cô Dung và thầy. Trời ơi, nhảy nãy giờ đổ mồ hôi hết luôn. Tuần này mình có một cái rất là sôi động kìa. Khi mà mình tập Zumba thì tuần sau mọi người sẽ được lắng dịu xuống để mình chuyển qua yoga. Thì
Ở đây có ai tập yoga chưa ta? Ở đây có ai đã từng tìm hiểu qua yoga chưa? Có rất là nhiều chị đã tập yoga rồi nè. Thì tuần sau thì mình sẽ được review lại hả? Review lại yoga. Mình sẽ có một cái buổi chia sẻ về những cái điểm khác nhau giữa yoga và những cái môn khác. Và mọi người sẽ được chia sẻ về cái lợi ích khi mà mọi người được tập yoga. Rồi sau đó trong tuần thì mình sẽ có những cái bài tập giúp cho mình thư giãn rất là nhiều. Thì chắc chỉ như vậy thôi. Để tuần sau cho mọi người được khám phá tiếp ha. Gợi mở để cho mọi người tò mò thôi đúng không? Bây giờ cũng nói thì không biết nói gì hết, sợ xa đà vào nói một hồi là nói rất là nhiều, nhất là mình mà mỗi lần mà mình nói về yoga là mình hay bị nói nhiều lắm, cho nên là mình thôi để dành cho tuần sau đi. Động trúng, động điểm điểm trúng huyệt nên là sẽ nói rất nhiều phải không? Rồi, rất là mong mong ngóng là sẽ gặp Lan ở trong tuần tới nha. Cảm ơn Hồng Dung rất là nhiều. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education, hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.